Jimmy kính chào tất cả quý vị và đang ngồi với Jimmy, một vị gọi là sư tỷ trong ngành truyền thông của Jimmy, đó là chị Lina Nguyễn. Xin chào chị. Chào Jimmy và Lina, xin kính chào quý khán thính giả. Jimmy nói cái câu gì chị cũng không có hiểu. Sư tỷ như là đàn chị trong trong phim Tàu đó. Phim ấy chị. Phim Tàu, sư tỷ sư phụ. phụ. Julia. Okay, I like that. I'll take it. Trước hết là phải chúc mừng chị có kênh YouTube mà được rất nhiều khán giả ủng hộ trong một thời gian rất ngắn. Trong vòng như vậy là được một tháng rồi đó. Một tháng. Chị không có ngờ. Nhưng mà hồi trước giờ là chị đã muốn là giúp cho bà con mình pronounce tiếng Anh, phát âm tiếng Anh cho chính xác hơn. Nhưng mà tại vì công việc bận rộn quá với mình cũng không biết là mình muốn dạy, mình thích dạy mà không biết có ai muốn học không? Có em. Có. That's good. And so it's been really really fun. Yeah, chị rất là thích. Mà hình như chị tới hai kênh, hai cái YouTube channel. Yeah, cái YouTube channel kia là cái podcast của chị. Yeah. Yeah, nó toàn là it's not a lot of video. Uh-huh. It's just all conversation. Yeah. Yeah. Thì cho nên bây giờ nếu mà quý vị bây giờ chưa biết đó thì người ta muốn follow chị thì qua kênh tên là gì? Thì just look up Lina Nguyễn là nó sẽ lên. Chị là Lina Nguyễn. Có cái kênh nào mà tên nó dài lắm gì học tiếng Anh gì đó phải không? Không, cái đó là hồi trước khi mà chị mới bắt đầu á thì chị viết về để người ta biết là cái kênh này là để làm gì đấy. Nhưng mà bây giờ người ta biết rồi. Thì nó quá dài. Mỗi lần mà ai comment cho chị phải đọc hết cái tên của mình mới tới cái comment của họ. Nên chị bỏ hết, bây giờ chị làm Lina Nguyễn thôi. Cái Lina Nguyễn thôi, là quý vị có thể follow chị. Có thể là học tiếng Anh, có thể là nghe chị kể chuyện và hát nữa. Đúng rồi. Yeah, I love music. Jimmy biết không? Nhờ nhạc chị mới nói được tiếng Việt. Bởi vậy chị nghĩ là có thể là nhờ nhạc mà người ta học được tiếng Anh. Đúng. Như phải vui chứ, nếu mà học mà hơi boring quá thì ai muốn học. Nhưng mà hát là hát nhạc tiếng Anh hay là hát nhạc Việt Nam? Both and. Chị hát nhạc Việt Nam thì em biết là trước đây chị cũng có trong một ban nhạc, nhưng một lát nữa mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bây giờ trở lại với chị một chút xíu là chị qua Mỹ từ năm bao nhiêu tuổi? Năm 75 chị 5 tuổi. 5 tuổi. Thì lúc đó chị có nhớ cái hình ảnh mà chị phải chạy qua đây như thế nào? Không, chị nhớ chỉ có một cái memory thôi. Mà cái này rất là nhiều người hỏi chị, kể cả mấy người mà hồi trước đi học hoặc là mấy người làm chung hay hỏi là you know what do you remember? Chị thật sự không có nhớ gì, chị nhớ là like someone, khi đó là we were in a helicopter, thì có người đưa chị xuống, rồi có một người lính Mỹ bế chị xuống. Chị nhớ, that's the only thing I remember. Và có thể vì như vậy mà like my heart trong tim chị khi nào cũng you know our troops, you know, những người mà trong armed forces. I love them. But that's the only memory. Em thấy chị có post một vài hình mà lúc chị còn nhỏ xíu ở trong trại tị nạn đó. Rất dễ thương. Thì lúc đó là cả gia đình chị cùng qua bên trại tị nạn hết, có ai kẹt ở lại hay không? Thì trong gia đình chị là ba má và chị và hai đứa em trai. Còn nếu mà nói còn gia đình hay không thì dĩ nhiên còn rồi, tại vì ông bà ngoại, ông bà nội, dì, cô, you know, cậu nhiều lắm. So chỉ là immediate family thôi. Thì lúc đó qua đây thì ở Cali hay là ở tiểu bang nào ạ? Chị qua Minnesota. Oh my gosh, Minnesota. Hồi đó là gia đình của chị là một trong 6 gia đình đầu tiên định cư tại Minnesota. Okay. Em bao giờ đi Minnesota chưa? Chưa có dịp. Okay. Tuyết. I know. Okay. And we lived on a farm. Cái gia đình bảo lãnh gia đình chị đó ở cái farm. Như vậy là người hàng xóm là hơn một mai mới có người hàng xóm. So it was very lonely. Mà không chỉ là lonely là mình không có thấy người khác nữa, mà tại vì dĩ nhiên là không có người Việt rồi. Nhưng mà không thấy ai nữa. You know, there was no one else. So rất là khó khăn. Chị nghĩ là người Việt Nam mình qua Mỹ, mình có những cái là different waves. Những người tới năm 75 thì họ gặp cái khó khăn của cái thời buổi đó. Đúng rồi. Rồi sau này both people. Yeah. Right? And then những HO. So it's all very different. Mỗi người họ có một, họ phải trải qua những cái khó khăn khác nhau. Dạ đúng. Và nhất là thời 75 lại càng khó khăn hơn, là tìm một chai nước mắm còn khó vô cùng, đừng nói chi bây giờ. No nước mắm. No nước mắm. No nước mắm. Chị mình biết không, má của chị có kể cho chị một lần. Hồi đó là ở chung với gia đình người Mỹ. Thì họ nấu ăn thì từ Đông Hà mà qua Minnesota ở chung với một gia đình Mỹ, okay?
ăn toàn là potatoes and, you know, rất rất là không có ngon. Thì má của chị kể là có một ngày là ra ngoài vườn, because they live on a farm, thì thấy được cái rau, cái rau đó mà nhìn là biết là rau của Việt Nam. Hái vô, nấu một nồi canh, ăn thấy lần đầu tiên thấy no bụng mà ngon quá, ngủ. Trời ơi. Cái bà bảo trợ về, bà thấy cả gia đình ngủ. Thức không dậy luôn, bà sợ, bà kêu emergency. Bà vô trong cái kitchen, bà thấy là mấy cái, they call it weeds. Tại vì đối với người Mỹ là cỏ dại. Cỏ dại. Okay, they thought we were poisoned. And so, những cái đó, I mean, đó là kỷ niệm, nhưng mà đó cũng là nói ra những cái khó khăn của hồi mà mình mới vừa qua Mỹ. Dạ. Do nên, quý vị nào mà qua 75 thì nghe câu chuyện này chắc sẽ hình tượng lại cái những cái khó khăn cái bước đầu của mình. Nhưng mà có một cái lời khen với chị là chị qua 5 tuổi mà chị nói được, giữ được cái giọng Đông Hà, Quảng Trị là quá hay rồi đó. Thì cái đó là phải cảm ơn ba má, là tại vì, you know, nhiều gia đình Việt Nam cứ sợ là con mình không có học được tiếng Anh. Dạ. Yeah. Nên ở nhà cho nó nói tiếng Anh, yeah. Rốt cuộc nó quên luôn tiếng Việt. Yeah. Gia đình của chị là người Quảng Trị mà. Yeah. Làm sao mà ở trong nhà nói tiếng Anh được. So even my little brother, hồi đó nó sang Mỹ là nó mới có mấy tháng nè. Yeah. Nhưng mà nó nói chuyện cũng là cái giọng Quảng Trị. Hay quá ha. Yeah. Trời, quá tuyệt vời. Mà phải có ba má khó, nếu mà cha mẹ mà khó với con cái, that's not a bad thing, right? Rất cần thiết. Một cái nữa là tên Lena của chị là tên tiếng Việt luôn hay là tên tiếng Anh qua đây mới có? Em nghĩ sao? Em nghĩ là qua đây mới có. Nhiều, rất là nhiều người nghĩ như vậy. Nhưng mà thật sự, má của chị hồi xưa rất là thích kem Lena. Lúc còn Việt Nam á hả? So I will send you a picture so you can show it. Kem Lena, nếu mà nói chuyện với mấy người Việt Nam mà họ lớn tuổi hơn á, họ mới nhớ, oh yeah. Ở Việt Nam có kem Lena, bởi vì má đặt luôn. Yeah. Nhiều người cứ nghĩ là vì Lena nó nghe hơi giống như tên Mỹ. Yeah. Nhưng mà thực sự đó là tên của chị luôn. Nhưng mà ở nhà thì kêu là Na. Na. Mi dậy chưa Na? Nhắc đến người Huế đó, vậy chị biết nấu bún bò Huế không? Bún bò Huế chị nấu nhưng mà không có ngon được. Nhưng mà biết nấu. Nhưng mà biết nấu. Vậy là hay quá. Là nấu là giống như là ok, mình kẹt quá thì mình nấu mình ăn thôi chứ không có dám nấu cho người khác. Nhưng mà món khác thì chị biết nấu. Chẳng hạn, món Việt Nam. Thịt kho. Mm. Oh, I love thịt kho. And you know, just every day ở nhà chị I try nấu đồ ăn Việt Nam. Cho nên quý vị nào muốn biết chị Lena nấu như thế nào, nhớ follow YouTube của Lena. Tương lai chị sẽ nấu nhiều món ăn Việt Nam cho bà con coi. Thưa chị, trở lại một chút xíu với chị, là khi mà chị qua Minnesota rồi một thời gian sau thì nghe nói là chị cũng đoạt một cái giải hoa hậu gì ở tại nơi đây phải không? Bên Mỹ này. Yeah, đó là 1900 lâu lắm rồi đó. Và hồi đó chị mười mấy tuổi. I think 17 maybe. Nhưng mà hồi đó chị không, chị nhớ hồi đó chị rất là, khi đó là mình bắt đầu là yêu áo dài. Là tại vì mình không có cơ hội để mặc áo dài, đi chùa mặc áo dài. Thích lắm, khi đó thích lắm. Rồi xong thấy thi hoa hậu áo dài trước đã. Mình được mặc áo dài hả, thích lắm. Rồi thi. Rồi sau đó mới có cái buổi là Miss Asia. Là kể là nước, you know, Korea, Japanese, everybody. Thì khi mà chị thi đó, hồi đó cái tính chị rất là almost like a tomboy. Em hiểu tomboy không? Yeah, tomboy tiếng Việt kêu là gì? Hơi cái tính cách hơi con trai chút xíu ha. Là bụi bụi á. Gì? Bụi bụi. Không, bụi đời thì hơi quá. Nhưng mà chị không có giống như là áo đồng là vậy thì không có thích, you know, mình. Hồi trước chị đi chơi football với mấy đứa con trai trong neighborhood, má chị lao hoài. Nhưng mà khi mà chị thấy là mình, chị thi hoa hậu không phải là not a beauty pageant. Chị không có hiểu cái hoa hậu là cái gì, chị cũng không có hiểu. Nếu mà nó theo cái tiếng Anh là beauty pageant á, thì chị không có quá interested trong cái đó. Nhưng mà chị thấy đây là cơ hội để mình đại diện cộng đồng Việt Nam. Okay, that I liked. Bởi vậy chị mới thi. So I liked that. Đây là mình ra cái like main audience
nhiều thứ người, rồi mình được đại diện người Việt Nam mặc áo dài như vậy này kia thì chị thích lắm. Và không ngờ đoạt giải Hoa hậu luôn. Yes. Vậy là quá thành công ngay bước đầu 17 tuổi rồi. Thưa chị, lúc đó đó thì chị có nghĩ là sau này mình trở thành một sứ ngôn viên cho đài hay không? Ước mơ chị lúc đó là gì? Yeah, chắc chắn rồi. Là tại vì 7 tuổi chị đã thích rồi. Vậy ạ. Hồi lúc nhỏ chị không có, giống như mấy đứa nhỏ khác, chị không có coi hoạt họa. Biết hoạt họa phải không? Là cartoon. Yeah. Chị cũng không có thích coi nhiều. Chị không có thích coi TV, không có thích chơi game, không thích game show. Nhưng rất là thích coi tin tức. Vậy đó. Đến nỗi mà chị 8 giờ tối là ba má bác đi ngủ hết. Rồi 10 giờ là má đánh thức nói, ok, bây giờ là đi coi tin tức được rồi đó. Wow. And I did that. So 7 years old. Yeah. Là chị nhìn, chị thấy, chị biết là chị muốn làm cái ngành đó. Yeah. Chứ không phải là lớn lên là ca sĩ hay gì, đâu nghĩ làm ca sĩ. I wanted to be a reporter. Chị nhìn, chị thấy họ, wow, they're so smart. Rồi chị thấy là cái tin gì, you know, bất cứ ở đâu họ cũng biết hết. Chị thấy họ rất là smart. Nhưng mà cái mà quan trọng là chị thấy là họ đi, họ lấy cái tin đó, họ phỏng vấn rồi họ chia sẻ cho mọi người. Yeah. That I liked. Yeah. Không phải là mình thấy người ta, oh, người ta không, mình thích. Nhưng mà họ chia sẻ like a public service. Bởi vậy chị rất là thích vì vậy. Và đôi khi họ tới những cái nơi hiện trường, họ làm report rất là wild. Yeah, exciting, right? It's very exciting. Yeah. Mà hồi trước khi mà chị mới bắt đầu làm á, toàn là crime scene, you know, ai mà bị giết hoặc là có robbery là cover, má chị sợ lắm. À, chị tới nơi luôn đó. Yeah, phải tới nơi luôn. Oh. Mà má chị, she lo, she không có thích, you know, tại sao con không có ngồi trong làm cho khỏe. Đó thôi. Nếu mà như vậy thì mấy người mà đi làm nghề cảnh sát á, họ đâu có muốn là ngồi trong văn phòng, phải không? Yeah. Họ muốn ra đường. Mình yêu nghề, mình thích nghề, mình phải thích như vậy. Xông xáo ra. Yep. Yeah. Đó là cái ước mong là từ hồi bé của chị rồi. Yeah. Hay quá. Rồi cơ duyên từ đâu mà chị đang ở Minnesota mà về lại đây hát trong ban nhạc Anh Tài? Chị không có về lại đây. Bây giờ nếu mà nói là, bây giờ nhớ lại, I don't remember how I got connected. Nhưng mà lúc đó, hồi chị đi ca, chị vẫn ở Minnesota. Vậy á. Rồi chị bay từ Minnesota đến tiểu bang nào đó. Và mấy cô ca sĩ kia cũng tiểu bang, từ đây. Right? Yeah. And hồi đó, họ trả tiền á, I was so excited. Đây là mình have fun thôi, mình thích đi ca. Mình chưa trả tiền nữa. Sướng vậy. Thích quá hả? Nhưng mà chị lấy cái tiền đó, chị phải mua vé máy bay cho một là ba hoặc là má chị đi theo. Yeah. Bởi vậy, I was always like the child, you know. Hồi trước, chị nhớ đi ca với ca sĩ Kim Anh. Oh God, she was amazing. Yeah. Nhưng mà khi nào cũng có ba hoặc là má đi theo, chị feel nhớ như chị là một đứa con nít vậy đó. Nhưng mà that's okay, tại vì ba má chị rất là khó. Yeah. Không ai dám đụng hay là gì. You know, people ask me hồi đó, chị biết là you know, ca sĩ họ thích uống hoặc là whatever. Vui. Nhưng mà nobody ever offered it to me. Yeah. Bởi vì đến hôm nay chị không có, bao giờ chị không có uống beer. I've never had a beer. Chị không có uống wine. I don't drink. Yeah. Và chị cũng nghĩ hồi trước họ nhìn chị cũng giống như là một đứa con nít vậy đó. Yeah. Anh Trúc Hồ nhắc về cái thời gian đó rất là nhiều. Ồ vậy đó hả? Yeah, yeah. Oh gosh, it was so long ago. Mới đó mình, bây giờ mình nghĩ lại là 30 năm, hơn 30 năm. Yeah, 30 năm rồi. Tưởng nó mới hôm qua ha. Yeah. Yeah, quá nhiều kỷ niệm. You're my love, you're my love, you're my life, you're my life, every day. Thưa chị, đang hát một thời gian, tại sao chị ngưng, chị chuyển qua chỉ làm tin tức thôi? Nếu mà chị muốn tiếp tục vẫn được mà. Không phải là chuyển qua, nhưng mà khi chị vừa đi học, vừa ca, tại vì chị thích, vui. Mà lúc đó ba má, bắt đầu khi mà hồi mà chị mới bắt đầu là chị ca trong chùa, thì có một cái chú này, chú Thám, chú có cái bài nhạc. Chú mới xin ba má nói, thấy Lina nó ca được đó, bây giờ cho nó ca với ban nhạc để mình, you know,
they were gonna train me, help me sing. Okay. Thì ba má mới nói là ok, nếu mà phải là học giỏi, học không giỏi là bác là phải bỏ. So cái đó là chỉ làm cho vui thôi. Yeah. Mà trong lúc đó là mình đi học, cuối tuần đi ca, kiếm được chút tiền nữa mà vui nữa. Yeah. Mà từ cái đó chị mới là những như là có some interaction with the Vietnamese. Chứ nếu mà không á, là hôm nay chị không có như hôm nay đâu. Yeah. Nhờ như vậy chị đi gặp nhiều khán giả Việt Nam. Yeah, yeah. Okay. Và không chỉ riêng ở tại tiểu bang Cali mà còn nhiều nơi khác nữa phải không? Chị lưu diễn với ban nhạc nhiều tiểu bang lắm phải không? Dạ, hồi đó đâu chị chưa bao giờ ca ở Cali mà. Ồ vậy hả? Toàn là đi show mấy cái tiểu bang khác thôi. Dạ, yeah. Có đi qua giờ Âu Châu với ban nhạc Anh Tài. Có, không? Có, yeah. Dạ, yeah, quá vui. Yeah, it was fun. Dạ. Yeah. Thưa chị, khi mà chị qua đây từ hồi bé 5 tuổi, chị đã hấp thụ cái nền văn minh của Mỹ này rồi, thì chị có nghĩ là một ngày chị sẽ trở về nguồn vì phải tìm lại cái văn hóa mà chị khai thác cái văn hóa Việt Nam cho người bản xứ biết không? Thì chị năm 91 chị về Việt Nam. Dạ. Yeah. Hồi đó là hình như chị 21 tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà đi 5 tuổi, 21 tuổi mới trở về Việt Nam. Thì khi đó chị nhìn chị thấy oh my gosh, chị ra ngoài quê chị thấy mấy em rất là khổ, nhưng mà chị thấy cuộc sống nó sao mà nó hạnh phúc một cách mà nó rất là khác, nó lạ lắm. Mình thấy họ nghèo. Yeah. Mình thấy trong nhà không có tivi, không có nước, I mean no running water. Hồi đó là vậy đó. But they were so happy. Và rất là thân mật. Mình ngồi mình ăn, mình ngồi dưới nhà ăn phải không, chứ không phải giống bây giờ bàn ghế vậy đâu. Ngồi dưới nhà ăn kể chuyện với nhau rồi ca hát này kia. And it was wonderful. And chị thấy, you know, cái này chị feel, tự nhiên chị feel là I'm home. Lần đầu tiên, nhưng mà tại vì 5 tuổi khi đó chị đâu có nhớ gì nữa đâu. Yeah. Bởi vậy 21 tuổi, chị feel like cái này là lần đầu tiên mình nhìn thấy Việt Nam. Nhưng mà nó feel giống như là, oh, đây là nhà, đây là quê của mình. I really felt it. Bởi vậy nó, cái đó là... It just comes naturally. Yeah. Thì lúc mà năm 21 chị về, chị đã cảm thấy có cái sự gần gũi. Yeah. Dù nó nghèo nhưng mà rất là bình an, phải không chị? Yep. Uh-huh. Và cũng được biết là một thời gian sau chị cũng đã trở về và giúp đỡ rất nhiều cho quê hương của mình bằng những công tác thiện nguyện. Đúng rồi. Mà bởi vì cái chuyến đó chị đi thăm cái trường học, mà cái trường học nó rất là tội, một cái phòng thôi. Yeah. Nhìn vô không có thấy đồ chơi, không thấy bàn ghế, nó rất là tội nghiệp rồi. Yeah. Chị hỏi cô giáo là ủa cái restroom ở đâu? Nó restroom là cái gì? I said, you know, cái cầu tiêu ở đâu? You know, I asked her. She chỉ ở sau hiên, nó có cái, just like, nó đập cái đồng vậy thôi. There was no bathroom. And chị thấy là mình quá trời may mắn rồi. Thì vì nếu mà chị không có qua được Mỹ, thì đó là trường học của chị. Phải không? Yeah. Là những cái khó khăn mà mấy em đang gặp, là cái đó là, that would be my life. Nên chị về lại Mỹ là nó I change. Khó sống lắm. Yeah. Mình đi Việt Nam về, mình về lại Mỹ một đồng để mua cái hamburger hồi đó nha. It was a dollar for a hamburger, chứ không phải như hôm nay đâu. Nhưng mà chị thấy là nó phí quá, tại một đồng bên Việt Nam là mình, you know, mình đo được mấy nhiều người ăn, chứ không phải một mình đâu. Yeah. So I started to save money. Rồi bạn bè chị nghe, ok, bây giờ năm tới chị cũng về nữa, bạn bè họ giúp, you know, 5 đồng đây, 10 đồng đó. Yeah. And that's how it started. Yeah. Yeah. Cho nên là chị cũng có một cái hội thiện nguyện cho mình vào thập niên 90 rồi. Tình thương đó. Vượt qua đại dương. Đúng rồi. Yeah. Sau đó là có một người bạn, she's người Mỹ. Yeah. And she thành lập cái hội as a present, of my birthday present. She lo giấy tờ, she thành lập cái hội như vậy. Rồi đứa em trai đặt tên, it's a very small, you know, kêu là grassroots. Mình không có lớn, mình không có văn phòng, mình không có anything. Yeah. Chỉ cái PO box and that's it. Và chị rất là may mắn là được nhiều người ủng hộ. Thì cho nên cũng giúp được rất nhiều, nhất là các trẻ em ở quê hương của mình. Yeah. Yeah. Thưa chị, trở lại với công việc mà xứ ngôn viên đó, thì với cái truyền thông của Mỹ thì giữa cả ngàn người nộp đơn vào ghi danh để làm xứ ngôn viên, thì chị phải có những cái khó khăn gì trong cái buổi đầu khi mà nộp đơn vào trong các đài? Well, Jimmy biết đây là như vậy, là mình nhìn lại cái chừng gần 30 năm rồi nhá. Mà lúc đó trên TV toàn là white
men. Yeah. Right? Yeah. Chứ đừng có kể mà người Á Đông, người phụ nữ cũng là khó rồi. Và rất là nhiều người khi mà chị đi học, rất nhiều người nói là thôi làm cái khác đi, cái này khó lắm. Làm không được đâu. Yeah. So if they tell me I can't, I'm gonna try. Cái tính của chị như vậy. Thì chị nghĩ là rất là nhiều người giỏi. A lot of people have talent. Yeah. Nhưng mình phải cần một chút may mắn trong đó nữa. Yeah. Bởi vậy chị thấy là chị rất là may mắn. Và trong cái khi mà mình thấy cái cuộc sống, mình nhìn cái này nhìn cái kia, mình thấy oh, may quá, may cái này nó happen, may mình gặp người này, may là họ cho mình cái opportunity. Bởi vậy chị mới tin rằng mình sống sao mình tiếng Việt Nam kêu là gì đó, sống lành gặp sống hiền gặp lành. Đúng rồi, sống gặp lành. Yeah. And I believe that. Mình cứ giúp người ta, mình cứ cho, mình có gì mình cứ cho. Mình đừng có kể là mình có được cái lại gì không. Yeah. Cái thế gian này nó sẽ cho lại mình. Nó sẽ, khi mình cho đi thì mình sẽ nhận lại. Yeah, always. Bởi vậy khó, nhưng mà chị nhìn lại thì chị thấy là sao mình may mắn vậy. Chưa ra trường mà chị đã kiếm job được rồi. Chị đi học toàn là người Mỹ, trong đó không có người Việt Nam, không có người Á Đông á. Mà bây giờ không có ai trong ngành, trong nghề hết. Có mình chị là trong cái lớp đó thôi. Họ học, nhưng mà họ đi họ làm PR, rồi họ thành cô giáo, thầy giáo, họ làm anything else, marketing. Nhưng mà không có ai vô ngành. Bởi vậy chị biết là rất là khó. Và chị biết, chị nhìn thấy, chị nhận xét là mình rất là may mắn. Nhưng mà khi mà mình được vô sở làm rồi đó, được vô cái chỗ nào làm rồi đó, khi đó mới là khó. Là tại vì chị cảm thấy như mình phải giỏi hơn người khác. Mình, like I have to prove myself. Là không bao giờ mà mình muốn người ta nghĩ là nó đẹp, nó lên TV, please, come on. Thiếu gì người đẹp, thiếu gì người giỏi. Nhưng mà khi mà mình vào làm rồi đó, là mình phải cố gắng. You work harder, you work more, right? You have to just prove yourself. Mà almost my whole career chị cảm thấy như vậy. Là khi nào mình cũng phải làm nhiều hơn cái người bên cạnh mình đó, để người ta take mình seriously. Cái buổi đầu vô đó, nhất là phụ nữ mà lại là Á Đông nữa, và cái môi trường đó, chị có bị áp lực không? Bị stress ngay lúc đầu không? I don't think so. Nếu mà bây giờ mà chị nhớ lại, it was so fun. Oh my gosh, it was so fun. Nhưng mà dĩ nhiên mình phải hiểu cho người ta là họ không có quen nhìn một khuôn mặt như khuôn mặt này trên TV. Bởi vậy mình phải là đối xử với người làm xung quanh mình cũng như người mình đi phỏng vấn hoặc là mình đi gặp ai. Một cách mà khi nào cũng là mình represent một người từ đài. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng là đang represent cho người Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng nữa. Khi nào chị cũng là I always think about that. It's important. Mà lúc mà đầu vào là ngồi đọc tin trên studio hay là phải ra ngoài làm phóng sự chị? Chị là reporter. Thì đây cũng là một cái điều may mắn nè. Họ hired me as a reporter. Mới vô làm 2 tuần sau là cái người anchor bệnh, không có người thay thế, thì họ kêu chị vô. Chị thay thế thôi, they let me stay. And then từ đó, from that time on, I anchored. Mà vừa anchor vừa reporter. Vừa trong đài vừa đi ra ngoài làm phóng sự luôn. Which is the best. It's so fun. So again, I was lucky. Bên cạnh đó đó, em có một cái này may mắn, có một thời gian chị làm cả 2 đài nữa phải không? Cái đó là điều em thấy cũng hơi hiếm. Thì hồi đó là chưa có. Bây giờ thì mình mới nghe là cái đài này nó own cái đài này, nhưng mà hồi trước it was against the law. Right? So khi ở đài số 2 là CBS mà mua đài số 9. Là lần đầu tiên mà có, nó kêu là duopoly. Trong really the history of broadcasting. Rồi chị là người đầu tiên nói tin bên này xong chạy qua cái studio kia nói tin bên kia. Mà cái giờ khác nhau. Oh my gosh. Mà rất là khó là tại vì it never happened before. Bởi vậy mấy người trong cái đài kia họ rất là wait a second, right?
họ không thích mình là mình là người, you know. Bà kia mà thì enemy mà. Uh-huh. Enemy mà người khác mà đài khác mà sao qua đây? Yeah. Họ rất là they're worried about their job. Again, mình phải là cố gắng nữa. Không phải là cố gắng thôi nhưng mà you have to be a certain way. Mm-hmm. Yeah. Chị biết là họ sẽ lo, chị biết là họ sẽ ganh, chị mm-hmm. biết là họ sẽ không có thích mình. Yeah. Là chưa gặp mặt mình đã không thích rồi đó. Bởi vậy mình cứ friendly, mm-hmm. mình cứ you know, cố gắng làm việc, nó cần khi nào chị làm khi đó. Mm-hmm. Yeah, cố gắng. Mm. Cho nên là sau đó chị cũng dung hòa được cả hai bên. Yes. Ừ. Quá hay. Yeah. Thưa chị, cái thời gian đó thì chị ra ngoài đường hay đi chợ mà gặp người Việt Nam chắc người ta vui lắm, người ta nhận ra yes. chị đã có trên đài không? Yes, yes. It's so nice là tại vì chị gặp những mấy người lớn tuổi. Ừ. Nói, trời ơi, cô nói gì tôi không hiểu nhưng mà tôi mê, tôi thích cô, coi cô lắm. Yeah, it feels so good. Yeah. Mà bên cạnh đó là cũng có người họ không thích mình. Việt Nam. Wow. Đấy, chẳng hạn như lúc đó chắc Jimmy, khi đó Jimmy chưa có chưa sang Mỹ, yeah. nhưng mà ở quận Cam có nhiều cái protest biểu tình người Việt Nam. Okay. Thì họ gửi send me down there to cover it. Okay. Mm-hmm. Người Việt Nam tức nói là tại sao mà như là bôi xấu cho cộng đồng người Việt Nam nhưng mà it was news. Mm. Right? Yeah. Người Việt Nam thì không muốn chị nói ra những cái này nhưng mà đó là tin tức. Yeah. Thì chị phải nói. Yeah. And I think it took some time mm-hmm. for the Vietnamese community to realize mm-hmm. là khi mà mình là một người journalist mm-hmm. là mình phải làm sao mình không có lấy phe nào hết trơn á. Mm. Nhưng mà lúc đầu cũng có một số người ở quận Cam cứ thấy giống như là chị không có về phe họ á. Nhưng mà you know that makes no sense. Mm-hmm. Nhưng mà bây giờ chị thấy là cộng đồng mình có cái sự hiểu biết nhiều hơn. Yeah. Yeah, so much better now. Đôi khi đó là những cái hiểu lầm mà lúc đó người ta chưa có hiểu mình, cái công việc của mình. Đúng rồi. Nhưng mà cũng có một số em thấy chị rất là hay ở cái điểm là chị đối mặt với những cái lời mà người ta nặng nhẹ với mình một cách vô lý mà chị đã trả lời lại luôn. Nhưng mà Jimmy biết không, hồi trước mà chị làm cho đài thì đâu có quyền làm như vậy. Mình làm cho đài là bây giờ họ nói gì, họ chửi, họ accuse mình không đúng, mình cũng không có được nói. Cái thời đó. Ừ. Tức lắm. Để vô bụng. Yeah. Bởi vậy sau này, sau khi mà chị nghĩ rồi đó, uh-huh. Khi đó mà bùng bắt lên. Đầu, khi đó thật sự mới là freedom of speech. Yes, finally. Phải quit TV news mới được freedom of speech. Và, you know, it's so funny that TV, chị phải khó chịu lắm, chị mới nói ra những, you know. Uh-huh. Yeah. Nhưng mà for the most part, people are nice. People are yeah. supportive. Đúng rồi, yeah. Đôi khi trên mạng đó nó tự do quá nên đôi khi người ta tự nhiên người ta cũng thích mình cũng có mà người ta tấn công mình cũng có rất nhiên, nhiều. Dĩ nhiên yeah. thì đời mà yeah. mà có cái là trên mạng là khác. Uh-huh. Ừ, chưa chắc gì họ đối mặt với mình đúng mà rồi. Họ dám. Đúng rồi, đúng rồi, chị. Ừ. Đúng. Chỉ yeah. có giấu tên giấu mặt thôi. Yeah. So đáng ra là mấy cái người đó they say that just ignore them, right? Mm-hmm. Ignore them. Mm-hmm. Nhưng mà mình ignore chập. Sometimes you want to say something. Đúng thưa chị. Yeah. Yeah. Nhiều lúc họ thấy mình nói ra nó không có trả lời đâu, thì họ cứ nói. À, nếu mình cứ im thì họ làm tới. Yeah, họ cứ nói. And so you know, and I'm having fun. So. Thưa chị, em thấy chị nào là làm sứ ngôn viên cho đài, rồi làm đi hát, đi ca, rồi làm những công việc thiện nguyện. Nhưng mà có một lĩnh vực mà em thấy chị cũng rất là thành công, đó là chị chuyển qua làm MC cho Asia một thời gian. Oh yeah. Oh, that was... it was fun, nhưng mà nó rất là khó. Và trong đó có nhiều cái rất là khổ tâm cho chị. Oh yeah. Yeah. Tại vì lúc đó, năm rồi năm nào chị cũng không có nhớ. Nhưng mà 2004. 2004 hả? Yeah. Wow. Cái số ở San Jose á. Long time ago. Yeah. Tiếng Việt của chị không có giống như bây giờ đâu. Mà bây giờ cũng không có giỏi lắm. Không, vậy là quá giỏi rồi. Nhưng mà hồi đó là chị lên sân khấu á, chị đọc teleprompter. Okay. Nhưng mà mình không biết là mình đang nói cái gì. Ôi trời đất ơi. Mình chỉ đọc thôi. Rồi thì anh Nam Lộc viết lời. Ok, viết cái script. Thì mình lên mình đọc. Nhưng mà thật sự chị không có hiểu là cái từ này là cái meaning nó là sao. Mà cứ đọc thôi. Yeah. So rất, you know, cái đó là những học bài đó chị phải rất là
I had to prepare. It's hard work for me. Yeah. Rồi nhưng mà chị làm chị thích là tại vì chị cảm thấy là mình đang học hỏi. Và chị rất là mến anh Nam Lộc. Yeah. He là nhóm là he's like yeah, he là anh hai của Lina đó. Yeah. Yeah, I love him so much. Sư huynh đó. Nhưng mà sau khi ra cái video cái DVD hồi đó, DVD mà ra rồi đó là có một cái mà chị rất là I didn't like it là họ khi mà họ bình luận đó. Okay. Mấy cái lời họ khen thì chị đọc, chị thích nhưng mà chị không có giữ. Nhưng mà những cái lời mà họ phê bình mình á là nó it stuck with me. Okay, họ nói là mất gốc với là Việt Nam gì mà không có nói lơ lơ, không có nói ra đầu ra đuôi, you know. Họ they attacked me. Wow. Thì chị cố gắng cố gắng cái cuốn sau mình làm sao cho mình nói cho nó hay hơn một chút. Đúng. Yeah. Rồi họ vẫn tiếp tục họ phê bình họ nói. And then after a while chị không làm nữa. No, yeah, họ có mời chị nhưng mà nó chị mệt quá thì chị không có làm nữa. No, em thì lúc đó em còn ở Việt Nam còn bé lắm mà em rất là thích cái cách dẫn của chị với chú Nam Lộc. Really? Nó tự nhiên vô cùng mà đôi khi chị pha tiếng Huế vào á, right. Rất là dễ thương. Em nói sao tiếc vậy, đang làm hay mà đi không cho mời cô nói thì đó là từ chị. Không, yeah, anh Hồ với chị Vân có mời. Yeah. Nhưng mà nó khó cho chị là tại vì chị đang làm việc ở đài. Nhưng mà mỗi lần làm cho Asia đó là chị phải học bài. Yeah. I mean, I really had to study, right? Nếu mà MC tiếng Anh á, bây giờ Jimmy nói, chị Lina ơi, bây giờ mình lên sân khấu nói chuyện đi. Okay. Yeah. No problem. Yep. Nhưng mà tiếng Việt, bởi vì chị sợ người ta sợ cái đó, chị phải là chăm học. Mình chịu khó, mình bỏ ra thời gian, you know. I have my family, I've got my work, nhiều việc khác. Yeah. Rồi họ vẫn phê bình. Mà tại vì khi đó chị nghĩ là chị trẻ, chị không có cái sự hiểu biết như hôm nay. Như hôm nay đó, chị sẽ, I hold on to what's positive. Okay? Họ support mình lấy cái đó, mình ôm cái đó trước cái đó. Oh, yeah. That's nice, thank you. Yeah. Còn cái gì mà nó hơi quá thì mình bỏ ngoài tai. Because it doesn't matter. Yeah. Thật sự, it really doesn't matter. Hoặc là những cái lời góp ý mà xây dựng mà góp ý đúng đó, thì mình cũng tiếp thu mình cũng thì xây dựng là khá. Còn tấn công mình coi như không. Cũng giống như cái kênh mà chị làm đó. I haven't thấy. Okay. 99% là họ rất là they love it. Yeah. Họ rất là supportive. Toàn là I love you and thank you. Chị nghe mà nó sướng lắm. Yeah. I love it. Nhưng mà có một vài người. Yeah. Okay. Chị là cái từ chuẩn, cái từ đó là thì chị nghe người ta nói, chị nói thôi. Yeah. Cái meaning là nó vậy thôi. Có người lên nói là tại vì không. Yeah. Em cũng bị giống như chị. So I don't know that. Yeah. Nhưng mà nếu mà họ xây dựng thì họ nói Lina không nên dùng cái từ đó, dùng cái từ này nè. Yep. Nhưng mà instead họ attack. Họ nói là stupid với là communist này kia. Mà đó là không phải cách mình để mình xây dựng cho ai hết trơn á. Nhưng mà bây giờ thì quen rồi. Maybe tại vì mình lớn tuổi rồi, chị thật sự thì chị không có care. Ai mà xây dựng, ai mà có lòng tốt, chị vô, chị đọc, chị biết. Chị học hỏi rất là nhiều. Đúng. Yeah. Còn ai mà nếu mà họ chị phá thôi thì thôi mình cho đi thôi. Nghề mà của chị hay là của em gọi là làm dâu trăm họ đó. Exactly. Exactly. Người này thương thì cũng phải có nhiều người không thương. Right. Thì chị bây giờ chị nhìn lại chị có nghĩ là mình chọn cái nghề này nó không đúng không? Chị có bao giờ never, chuyện này? Never, never, never. Không phải là mình không có nói là cái like cái tiền lương thì that's the first thing everyone says. Ai cũng nói là ồ chị làm đài truyền hình Mỹ chắc nhiều tiền lắm phải không? Nhưng mà that's not important. Đối với chị that's not important. Cái công việc mà là còn nhiều hơn cái đó. Rất là nhiều người nhìn vô thấy cái tên của chị biết là chị là người Việt Nam. Yeah. Okay. Người Việt Nam thấy họ hạnh diện, chị rất là vui. Người Mỹ thấy họ thắc mắc. Họ biết đó là người Việt Nam và họ cũng biết công nhận là vô cái ngành này rất là khó. Dạ đúng. Mình nhất là vô cái thị trường Los Angeles, it's the number two market. Yeah.
in the country. So không bao giờ mà chị nghĩ là chị đi sai đường hay chọn the wrong thing. Tại mình đã đam mê, mình đã yêu rồi phải không? Yes. Thưa chị, em thấy là trước đây chị còn có góp mặt trong một cuốn phim của Mỹ nữa, trong vai trò là phóng viên. Nhiều phim lắm. Yeah, a lot. Thì sao không chị không chuyển qua hướng đóng phim luôn? You know, I don't know, tại vì nhiều cái trong đóng phim chắc Jimmy cũng biết là mình phải đi audition. Okay. Audition là gì hả? À, đi thử vai coi đúng. Thử vai hả? Okay, something like that. Hồi trước giờ chị không có bao giờ phải đi thử vai. Họ thấy chị trên TV, bây giờ họ mướn tới làm một người reporter hoặc anchor cho TV show or film. Nhưng mà chị không có thích cái process đó. Mình đợi một phòng nhiều người rồi ai cũng đang, you know, đọc với... Nó thấy sao á, chị không thích. Cho nên là chị không có muốn hướng đóng phim. No, not really. Bây giờ đó thì chị nghĩ là trong tương lai, nếu mà chị có một cái nhìn là cộng đồng của chúng ta nơi đây cũng gần nửa thế kỷ rồi. Thì nếu mà được chọn một cái nền văn hóa, một cái thứ gì đó chị muốn của Việt Nam mà đem vào trong trường của Mỹ, thì chị muốn đem gì? Thức ăn hay là về truyền thống, về những cái nét văn hóa gì chị muốn đưa vào trường Mỹ? Thức ăn thấy nghe thấy hay, nhưng mà thức ăn thì họ có thể kiếm ở nơi khác. Right, you can find that anywhere. Wow, that's a difficult question. Chắc chị thấy là tiếng Việt của mình. Tiếng Việt rất là quan trọng. Vì chị nghĩ là không phải là chỉ là người Việt Nam không, nhưng mà sẽ có, và mình muốn người ngoại quốc muốn học tiếng Việt. Yeah, that would be great. Tại vì hồi trước giờ cái gì cũng made in China. Everything's made in China. Nhưng mà từ từ, more things are made in Vietnam. Mình phải là push aside cái politics. Okay, bây giờ đừng có nói gì về chính trị. Nhưng mà mình nói về cái chữ Việt Nam nè. Okay, tại vì người ngoại quốc, khi mà họ nghĩ về người Việt Nam, Vietnamese, Việt Nam, họ không có biết là phân biệt là cộng sản hay là they don't think about that. Only we do. Right. Bởi vậy, giống như khi mà chị dạy tiếng Anh cũng vậy, chị không có kể là người đó đang ở Việt Nam hay là đang ở đây. Why? Không phân biệt, không kỳ thị. Cũng là người Việt Nam. Chị muốn người Việt Nam mình, I want us to be successful. I want people to look at us and know that we're Vietnamese. Và khi mà, chẳng hạn như khi mà mình tập nói tiếng Việt, giống như hồi trước mà chị nói không có giỏi mà người ta phê bình, mà người ta trôi, người ta chửi, người ta kêu chị mất gốc, tức là đừng có, you know, whatever. Cái đó sẽ làm cho những người mà không giỏi tiếng Việt đó là bỏ luôn. Right? So, mình nên là lift them up. So I think Vietnamese in school, ước gì khi đó chị đi học mà có tiếng Việt. Oh yeah. Mà sau này mà có trong trường mà cho con của chị nè học được, that would be great. Đó là điều chị mong mỏi đó. Yeah. Tiếng Việt của mình phải không? Yes. Em thấy tiếng Việt mình là một ngôn ngữ rất là hay. Yeah, it's beautiful. Nó như là nhạc vậy, lên xuống đàng hoàng trầm bổng ha. Yeah. Thì you know nhiều tiếng như vậy, nhưng mà có cái là there's something about Vietnamese, it's deeper, right? Giống như tiếng Anh, cái chữ love là chỉ là love thôi. Còn tiếng của mình cái nó yêu và thương đó. Và right? Quý nó rất là nhiều cái từ, it's so beautiful. Mà dịch ra chỉ là chữ love của Mỹ thôi. Hay quá. Love's not bad, but thương và yêu và all that is better. Em nghĩ là trong tương lai chắc chị phải làm thêm một cái channel nữa là dạy cho người Mỹ nói tiếng Việt. I would actually love to. Jimmy biết rất là nhiều người nói chị mở kênh dạy tiếng Việt đi. Especially like đọc á, tại vì có nhiều người nhỏ tuổi hơn chị. Có thể nói được nhưng mà họ không có biết đọc tiếng Việt, nhưng mà họ muốn học. But it's helpful nếu mà có người mà, you know, they know both English, both Vietnamese well enough to teach. That's important. Đúng rồi chị. Yeah, it's too bad là bên Việt Nam, người Việt Nam mình rất là thông minh. Học tiếng Anh, biết chữ, biết vocabulary, very good. Nhưng mà pronunciation is awful. Nhưng mà đó là tại vì cô giáo, thầy giáo
their pronunciation is bad too. Đúng rồi. Làm sao mà họ dạy cho các em được? Đúng rồi chị. So we need this. Yeah. Trong tương lai, quý vị nhớ follow chị Lina nha, để có nhiều cái chương trình đặc biệt lắm. À, hôm nay rất cảm ơn chị. Sau 3 năm em gọi là tạm thời gọi là theo đuổi em đã phỏng vấn lại được chị. Rất là mừng. À, một người chị như em nói đó, dùng cái từ giống trong phim tập đó là sư tỷ là mình một cái người chị mà mình học hỏi được rất nhiều trong ngành truyền thông. À, em chúc chị những ngày tới thật là thành công với cái YouTube channel của mình. Thank you em. Yeah. Và Lina xin mến chào quý vị. Jimmy nhỏ tuổi, tài cao, chị rất là phục em. Chị nghe em nói tiếng Việt mà chị thèm dữ lắm. I want to learn, so maybe I learn from you too. So no. Thank you. Em nghe chị nói tiếng Anh em cũng thèm lắm. Em okay, so được. We teach each other. Em cũng follow nhiều lắm. Cảm ơn chị thật là nhiều. Và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Cảm ơn quý vị. She's a wash away my heartache. She's a wash away. She's a wash away. And I'm losing my dreams. I'm praying to you, David.